Trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Vĩnh Long đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cù Lao An Bình là nơi đón nhiều khách du lịch nhất trong dịp này. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp sông nước miệt vườn, tham quan những vườn chôm chôm chín đỏ, tự tay hái và thưởng thức trái chôm chôm thơm ngọt, mà còn được tát mương, bắt cá, thưởng thức các món ăn đậm chất miền quê, nghỉ dưỡng tại các homestay và nghe đờn ca tài tử. Đây là lần đầu tiên là em xuống đây, tại vì lý do là do dịp lễ thì người nhà em có giới thiệu xuống, thì em muốn cho các bạn nhỏ xung quanh để trải nghiệm biết mấy cái dịch vụ này ở miền quê sông nước của mình. Ở đây thì tụi em được tham quan làm kẹo dừa, làm cơm, rồi bánh lá, rồi bánh chuối. Thấy là các bạn nhỏ thì rất là thích thú, mà tụi em cũng thích nữa. Đây là lần đầu tiên mình đến miền Tây, mình thấy cái khung cảnh ở đây rất là đẹp, nên thơ, lãng mạn. Cái khu vườn có cây trái xanh mướt làm cho mình thấy tâm hồn thư thái. Sau những ngày quên đi cái không khí lao động mệt nhọc cũng như cuộc sống bon chen ở thành phố. Nhất là cái thức ăn thì rất là tươi ngon, rau từ vườn rất là sạch sẽ, chất lượng. Cái cung cách phục vụ cũng là làm cho mình rất là hài lòng. Nhân viên phục vụ người ta rất là gần gũi, trách nhiệm, tận tâm. Nhất là cái về cái đặc biệt là cái nghệ thuật mà đờn ca tài tử ở đây, nó làm cho mình một thời cái hoài niệm rất là xa xưa, giống như mình được sống lại cái thời đó, giống như là mình đang sống ở cái thời cỡ thập niên 50-60, tức là mình được chứng kiến một buổi đàn ca tài tử thực sự ở đó, chứ không phải là dừng lại. Ví dụ từ cái khung cảnh cho đến cái đàn bình thường, đặc biệt là các cô hát cái giọng rất là tự nhiên, không qua cái không có micro, hát chay thôi, nhưng rất là hay. Tại vì ví dụ như trong cái phòng thu á, thì người ta sẽ lọc âm đi, thì bỏ bất tạp âm đi, thì cái dòng mình có thể được nâng lên một chút. Như là ngày hát trong một cái không gian vườn thế này thì có cái tức là tạp âm rất nhiều, như giọng các cô rất là tự nhiên, hay, ấm áp, truyền cảm, làm cho mình rất kiểu như mình ở một cái thế giới rất là giống như là thần tiên vậy đó. Nó không, rất là lãng mạn, làm cho mình rất là thư giãn, xả stress. Có cơ hội mình sẽ quay lại đây nhiều lần nữa. Theo ghi nhận của phóng viên, trong các ngày nghỉ lễ, các cơ sở kinh doanh du lịch trong tỉnh đón rất nhiều khách, chủ yếu là khách du lịch nội địa đi theo tour hoặc đi xe cá nhân đến tham quan trải nghiệm. Một số cơ sở ngừng nhận khách do quá tải. Ngay cái đợt lễ 30 tháng 4 này thì lượng khách đến cô rất là đông. Thì cô trên cái tinh thần làm việc đó là kích cầu du lịch, cho nên là không có chủ trương tăng giá thức ăn hay tăng giá tàu. Và khách đến khá là đông, có những ngày lễ này là lượng khách đã quá tải và phải từ chối một số lượng khách không có đủ bạc. Thì sau cái thời gian dịch đó, thì cô cũng cố gắng chấn chỉnh một số thứ và đề co thêm một số góc mới để chụp hình và đưa vào menu những cái món ăn đồng quê, mang đậm những đồng quê và khai thác triệt để những thức ăn từ cây dừa. Đa số khách thì rất là hứng thú, rất là thích khi mà về đây và ăn được những cái món miền Tây như vậy, rất là đậm chất miền Tây, như ngay cả cái món lục bình như chị cũng đưa vào menu, như là lục bình xào, lục bình làm gỏi hay lục bình nấu lẩu chua, thì khách rất là thích thú với những cái món ăn đó. Thì sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid thì hôm nay là Úc Trinh Homestay đã mở cửa trở lại và đang đón rất là nhiều khách, đặc biệt là khách Việt Nam. Nhân cái dịp lễ này thì cái lượng khách tăng đáng kể, vì hiện tại trong 3 ngày lễ này thì nhà mình đã hết phòng, và cái nhu cầu của khách đến đây thì cũng rất là đặc biệt, tại vì sau cái thời gian dài dịch bệnh thì mọi người rất là muốn về hưởng cái không khí trong lành, và khung cảnh ở đây thì xanh mát, và khi mà mình đưa những cái sản phẩm trong cái giai đoạn mới này đó thì mình lại ưu tiên những cái sản phẩm nào và tốt cho sức khỏe, về thứ nhất là về ăn uống nè, và nhất là những cái sản phẩm mới giống như là cho khách hít thở những cái loại mà thảo dược trong vườn mình đó. Thì khi mình chào đón khách thì mình sẽ có những sản phẩm đó. Ngoài ra thì có những cái một cái chút xíu là cải
biên mới lại cái chương trình đờn ca tài tử, tại vì ở đâu trong miền Tây mình thì cũng thường hay gặp những cái chương trình tài tử, và đây là một cái chương trình rất là đặc biệt của Mekong Travel cũng như Trinh Homestay, là muốn đưa khách về với cái không gian văn hóa Nam Bộ và đưa khách cầm những cái chiếc đèn dầu, mình đi trong cái đường làng, đường vườn của mình thì khách có thể nhìn đom đóm trên những vườn cây, và đặc biệt hơn nữa khi đến với cái không gian của cái nhà xưa rất là ấn tượng, rất là lung linh với cái ánh đèn dầu, và khách òa lên rồi khách rất là thích. Theo Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đón khoảng 50.000 lượt khách, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt 25 tỷ, tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa là chủ yếu, chiếm 98%, công suất phòng đạt 65-70%. Có một điều đáng mừng cho du lịch của Vĩnh Long chúng ta trong đợt kỳ nghỉ lễ tháng 4 này, 30/4/1/5, thì tổng lượng khách và doanh thu đến với của lĩnh vực du lịch Vĩnh Long đã tăng lên đáng kể. Chúng tôi hy vọng rằng thì năm nay cái chỉ tiêu du lịch thì dự kiến là khoảng 600.000 lượt khách thôi. Thì chúng tôi hy vọng với cái đà tăng trưởng này thì nó sẽ đảm bảo duy trì và có thể bền vững trong những cái sự kiện sắp tới, thì có thể lượng khách năm nay chúng ta đạt được 800.000 lượt, có thể khoảng 1 triệu lượt khách. Đây là một con số chúng tôi hy vọng là nó sẽ đạt được trong thời gian tới, góp phần để phục hồi du lịch của tỉnh sau một thời gian dài bị tác động của dịch Covid-19.